Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu để cho mọi người xem và lựa chọn. Đây, đầu tiên là cái cần này. Đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80-85% trở lên. Đấy, dàn khoan này. Đây, đọt của nó đây. 1 giống, 2, 3, 4, 5, 5 ống nha mọi người. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 68cm, đọt 1,8 ly, cân nặng 180g. Đấy. Đây là cái cần số 1. Bát này bát vặn nhé, đây kim loại này, đây nhựa này, đây. Cái số 1, 170.000, số 1 170.000 nha mọi người. Số 2 là một cây cần Kintan, dòng New Trickstar. Đây, dàn khoan của nó còn ok luôn, cái khoan nhựa này còn ok luôn nha mọi người. Đấy, đồ này, 1 2 3 3 giống thôi, nó có 3 giống nha mọi người. Tính đi ra, đi ra. Bát đây. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 80cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng 120g. Cân nặng 120g nha mọi người. Cái này cây số 2. Số 2. Cái này 200. Số 2, 200. Số 3 là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Khoan này, hơi hang dỉ một tí nhưng mà đá còn ok nhé. Đồ bu này. Hộp giống 2 3 bốn giống nha mọi người, bốn giống. Này. Bát kim loại, đây là nhựa. Cần này dài 2m7, thu vào là 86cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng 140g. Cái này cái số 3. 170.000 nha mọi người. Số 4 là một cái cần này. Cần này China xuất Nhật nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. 85-90%. Này dàn khoan đây. Ok. 1 giống, 2 giống, 3 giống nha mọi người. Đây, bát vặn của nó đây. Đây, cái xốp này nó còn bọc ni lông luôn nè. Đây, cần này dài 2m7, thu vào là 1m04, đọt 2,1 ly. Cân nặng 180g. Này số 4, giá 200. Số 4, 200 nha mọi người. Số 5 là cây cần này. Chắc cũng China, Taiwan thì xuất Nhật thôi. Chắc liệu là phíp nha mọi người.
Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy. Chỗ này chỉ bị dính keo thôi nhé, bị dính keo thôi, về rửa đang sạch. Giàn khoan này, khoan kim loại này. Đấy. Đá thì còn ok nha mọi người. Đấy. Một, hai, ba, bốn, cần rút bốn ống. Cần này dài 3 mét, thu vào 86 cm, độc là 2,3 ly, cân nặng là 220 gram. Đây này cái số 5. 5 giá 200. Số 5 200 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 6. Này gì đây? Chả biết nè. Đấy. Cần này chắc cũng China, Taiwan, ở hai bo này, Bắc hai bo này. Hai bo này như là Hàn Quốc rồi đây. Đây là chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó thì cây này khoảng cỡ 80-85%. Giàn khoan này. Đọt khá là to cứng nha mọi người. Một giống, hai, ba, bốn, bốn giống nha mọi người. Cái cần này dài 3,2 m, thu vào là 90 cm, độc là 3,1 ly, cân nặng là 340 g. 340 g nha mọi người. Cái này cây số 6. Số 6. 250 nghìn. Số 6 250 nghìn. Số 7. Số 7 là một cây cần Suzumi. Cần Suzumi nhé. Này. Len lua len này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Khoảng 90% nha mọi người. Giàn khoan này. Giàn khoan còn đẹp ok luôn. Đấy, giàn khoan còn đẹp ok luôn nha mọi người. Một giống, hai giống, ba giống, rất là mới. Bát vặn đây. Cái cần này dài 2,4 m, thu vào là 90 cm, độc là 1,9 ly, cân nặng là 180 g. Cân nặng 180 g nha mọi người. Cái này cây số 7. Số 7 250 nghìn. Số 7 250 nghìn. Số 8 là một cái cần Daiwa. Đây. Cái cần Daiwa. Chất liệu là phíp nha mọi người. Bát Fuji FS6 này. Đấy. Giàn khoan. Khoan thì có hai cái này bị nứt rồi nhé. Hai cái này bị nứt rồi. Về mọi người có thể dán keo lại. Ok. Vẫn xài được nhé, đá với trong còn nha mọi người. Đấy, đá gốm với trong còn. Một giống, hai giống, ba, bốn, cần đại qua. Cái cần này dài 2,2 m, thu vào là 66 cm, độc 2,4 ly, cân nặng 180 g.
Cái này cây số 8. Số 8. Cái này 200. Số 8 200 nha mọi người. Này, số 9 là cái cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85%. Đây, dàn khoan của nó đây. Ok. Có một cái khoan này mắc đá nha mọi người, có khoan này mắc đá này. Đấy. Một giống, hai giống, ba giống, ba giống nha mọi người, bốn giống rồi, cả bốn giống, bốn đoạn, đấy, bát vặn kim loại này, đây nhựa này, cái cần này dài 2,1 m, thu vào là 64 cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 160 g. Chín 190.000. Số 9 190.000. Số 9 190.000 nha mọi người. Số 10. Số 10 là một cây cần tay nhưng mà người ta chế chế trợ máy vào đây nha mọi người. Đây, bát Fuji F7 này, cần tay này. Em trợ máy vào đây rồi. Đấy. Người ta gắn trợ máy vào đây nhá. Đây. Mấy cái khoang này. Đấy. Khoang này thì mình thấy còn đá hết. Gắn thêm bốn cái khoang nha mọi người, bốn cái khoang với một cái đầu bu. Đây, bốn cái khoang một cái đầu bu, cần tay. Cần tay mà gắn thêm khoang để trợ máy nha mọi người. Đấy, cũng có khoan một cái đầu bu, một giống, hai giống, ba, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10, tất cả 10 giống nha mọi người, 10 giống bát Fuji F7 này, càng là càng chế rồi nha mọi người, càng tay mà chế để gắn trợ máy vào. Càng này dài 4,2 m, thu vào là 59 cm, đọt là 1,3 ly, cân nặng là 200 g. Cái này số 10. Số 10. Cái này bán 150.000. Số 10 150.000. À, số 11 là cái gần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Và hình của cái cần này khoảng 75-80%. Đây. Dàn khoan của nó thì có nứt đây. Đây. Ba cái nứt, cái này thì không nứt nhé. Đấy. Về mọi người có thể dán keo vào đây là được. Nobu Fuji. Bu Fuji nha mọi người. Bốn phát không văng mất viên đá rồi mọi người, bốn phát không văng mất viên đá rồi, cứ văng đi đâu rồi nữa. Này về mọi người thay mấy cái khoan bể này đi nhé, thay ba cái khoan bể này đi nhé. Ok, đây bát vặn bằng nhựa nhé. Cái cần này dài 2,7 m, thu vào là 1,01 m, độc là 2,4 ly, cân nặng là 200 g.
Cây này cây số 11. 11. Cây này bán 120.000. 120.000 nha mọi người. 4 phát 4 luôn, đá đi đâu. Tiếp theo. Một cây cần kinh tinh dài 27 New Trista này. Đấy. Bát Fuji FS6. Đấy. Cần này thì độ mới của nó khoảng 80-85%. Dàn khoan này. Dàn khoan thấy khá là ok, chỉ có một cái khoan này thì bị nứt chỗ này. Đấy, nứt chỗ này gần rơi đá rồi này. Đấy. Đầu bô Fuji này. Đấy. Ok. Một giống. Hai. Ba giống nha mọi người. Cái cần này dài 2m7, thu vào là 1m03, độc là 2,7 ly, cân nặng 180g. Đấy. Cây này cây số 12. 12. 150.000. 12 150.000 nha mọi người. Ba là cái cần Alpha Tuck made in Korea. Đấy, Lucky Sinclair. Bát Fuji FX6. Cần này thì ngoại hình của nó, màu sơn nó khoảng cả 70% thôi nha mọi người. Đây, dàn khoan để mình coi có gãy nứt gì không. Không gãy nứt gì nha mọi người, chỉ bị dơ đất thôi, về rửa ra là nó sạch rồi. Đây, đọt của nó đây. Fuji này, double Fuji này. Một giống, hai giống, ba giống nha mọi người. Cái cần này dài 3m, thu vào là 1m09, đọt là 1,8 ly, cân nặng 160g. Cái này cây số 13. 250.000. 13 250.000. Mười bốn là một cái cần này như của hiệu Ibesu của Nhật, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Mô hình của cái cần này khoảng cỡ 70%, 70-75%. Đây, dàn khoan thì đây, như thế này. Đang dựa nhưng mà có cái đầu bu với cái khoan này như bị thay rồi. Đấy, nhé, đọt này. Khoan này về thì chắc mọi người thay đi. Đây, đọt của nó đây. Một giống, hai, ba, bốn giống nha mọi người, bốn giống. Bát FS5. Cần này dài 3m1, thu vào là 90cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 100g. Đây là cây số 14. 14. 170.000. 14 170.000. Là một cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy, nó bị mắc cái nắp đuôi nhé, mắc cái nắp đuôi nha mọi người, mắc cái nắp đuôi mình phải cọc dán keo lại như thế này cho nó khỏi trống nhé. Mọi người về lấy
cái su á đại loại, chế cái su đại loại bát Fuji FX7 này. Đấy, khoan Fuji nhé, khoan Fuji còn ok trong vườn. Khoan ok. Một giống, hai, ba, bốn, bốn nha mọi người, bốn giống. Cần này dài 3m2, thu vào là 90cm, độc là 2,8 ly, cân nặng là 280g. Này số 15. 15. 330. 16 là một cây cần Shimano. Lúc nãy đang quay thì có gián đoạn nha mọi người. Đang quay thì có gián đoạn. Gián đoạn này là mình quay này, cây cần này lúc nãy cây số 15 này là 330 nha mọi người. Số 15 330 nhé. Đấy, lúc nãy đang quay thì có điện thoại gián đoạn, giờ mình quay lại tiếp rồi. Cây số 16 là cây cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 65-70% thôi, khá xuất sắc và cũ nhé. Đây, đây. Bát FS8. Đây. Cây cần này khoan của nó như thế này đây. Có khoan thay rồi này. Về mọi người thích thì khoai lại thay lại cái dàn khoan cho nó đẹp. Đây, đầu bu của nó đây. Một giống, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu giống nha mọi người. Cái cần này dài 5m2. Dài 5m2 nhé. Thu vào là 1m04, độc là 1,9 ly, cân nặng là 600g nhé. 600g. Đấy. Cây này cây số 16. 16. Cây này mình bán 300 thôi. 300 nha mọi người. 16 300. Số 17 là một cây cần tay. Đây, cần tay. Chất liệu là phíp nha. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Đấy. Đọt to này, đọt to nha mọi người. Đấy. Một giống, 2 3 4 5 giống tất cả nha mọi người, 5 giống. Cái cần này dài 4m rưỡi, thu vào là 1m06, độc là 2 ly, cân nặng là 260g. Cây này cây số 17. 17 300. Số 18. 18 tiếp tục là một cây cần tay. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Sunfit. Đây. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng cỡ 85%. Đấy. Đọt này. Đây, đọt của nó. Một giống. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 giống nha mọi người. 11 giống tất cả. 11 giống tất cả nha mọi người.
dài 4m3, thu vào là 47cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 18. 18. 150.000. 18 150.000. 19. 19 là cây cần này. Đây. Cần Shimano nha mọi người, cần Shimano. Chất liệu là fib. Đây. Bát của nó đây, FX6. Đây. Dàn khoan này. Khoan kim loại ok luôn nha mọi người, khoan kim loại trượt ok luôn. Khoan này khoan không dùng đá nha. Khoan này khoan kim loại trượt chứ không có dùng đá nha mọi người. Đây, đầu bu. Đầu bu này chắc thì người ta làm thay cái đầu bu khác rồi. Chắc lúc trước nó cũng có bị gãy một tí, người ta thay cái đầu bu khác rồi nha mọi người. Đây dẻo nhá, đọt dẻo nhá. Một giống, hai, ba, bốn, năm, ba, bốn. Sáu, sáu giống tất cả nha mọi người. Sáu giống tất cả, sáu đoạn. Cây số 19. 19 170.000. Số 20 là cây cần này, cần Ryobi Made in Korea xuất Nhật nha mọi người. Đây. Dài 4m65, 4m6. Nó có 6 khúc này, 6 đoạn này. Đấy, không cần dỡ ra cũng có thông số rồi. Đây. Đây, dàn khoan của nó. Nhìn thêm thử. Khoan Fuji nhé. Dàn khoan Fuji. Còn ok hết. Không gãy nứt gì nha mọi người, không bể nứt gì cả. Đấy, nó có 6 giống nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, đọt của nó rất là mảnh nha. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy. Cũng vì 6 giống đó nha. Bát Fuji FX6 nhé. Ryobi. Càng này dài 4m6 này, thu vào là 0,9cm này. Đọt là 0,8 ly à, thu vào là 90cm, đọt là 0,8 ly. Cân nặng là 260g nha mọi người. Cái này cây số 20. 20. 450.000. 20 450.000 nha mọi người. À, chỗ này nó có ghi đọc số 1 rồi. À, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Số 20 này kết thúc những số cần của trong video này của mình rồi. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship. Và trước khi mọi người nhận hàng á, là mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không nha mọi người, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển thì mọi người báo ngay cho mình để chúng đôi bên cùng phối hợp giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ nhận bừa xong rồi bắt đầu với cái điện cho mình là bảo bị này bị kia, mình sẽ không giải thích, không giải quyết những vấn đề đó nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.